Hey, xin chào anh em, chào mừng anh em trở lại channel YouTube của Team Tysucker. Và trong video clip ngày hôm nay mình sẽ mở hộp một đôi giày siêu phẩm của giới bóng đá Futsal. Rồi, giày mang tên Nike React Gato. Được Nike cho ra mắt vào tháng 3 2020 trong bộ suit Nightfall. Không nói nhiều nữa, mở thôi. Đây, Nike React Gato. Đen, cam, khá bắt mắt, nổi bật. Màu đen là đỡ dơ này, nhưng mà ở đây màu cam thì vẫn sẽ dơ nha anh em. Nhưng dù gì cũng đỡ phần nào, phần upper là tiếp xúc bóng rất là nhiều, thì ở đây đen đỡ dơ hơn rất nhiều. Rồi, nhìn sơ qua thêm nào. IC, Indocor, đá Futsal trong nhà nha anh em. Rồi, đầu tiên mình thấy có một cái Nike màu trắng đây. Ở đây có một dấu Nike thêm phần mu nữa. Đây có một cái logo React Gato, bên trong cũng có logo React Gato. Phía sau gót thì một dấu Nike đây, trên có hình tròn và dài. Bên đây cũng có một cái hình chữ Nike tròn và dài, cũng không biết ý nghĩa của cái này là gì. Kệ đấy. Rồi, đây là điểm đặc biệt nhưng mình sẽ nói sau nha. Nói về upper trước nha. Upper cái giày này là da tổng hợp, có tích công nghệ Planet. Planet đặt ở đây nhưng mà lại là ám chỉ cho phần này. Ok, thì Planet là một công nghệ của Nike cho chúng ta cảm giác giống như là mang đôi vớ vậy, mang vào lực khích chân luôn. Cảm giác là êm ái, thoải mái, không cần phải đợi giày nó giãn ra để nó phù hợp form chân. Còn này mang Planet vào là form chân như thế nào là mang vào là khích luôn. Đó là một công nghệ rất hay của Nike, và cái Planet mình rờ vào cũng khá là êm, sẽ cho cảm giác thật khi mà chân của anh em chạm vào bóng, giống như chạm trực tiếp vào bóng luôn, không phải qua một cái lớp của đôi giày nữa. Đó là phần upper. Lên phần lưỡi gà nhé. Lưỡi gà thì dính liền với lại phần Planet này luôn. Đấy, anh em thấy rõ không? Thì nhờ cái lưỡi gà nó dính liền với lại phần upper như thế này thì chúng ta sẽ đá sẽ không bị lệch lưỡi gà này. Rồi, qua phần heel cushion là phần đế đây, cũng chỉ là da tổng hợp thôi, không có gì đặc biệt ha. Chỗ này được làm bằng vải nhung, thì chúng ta đá lâu ngày nếu mà cái vải đây không phải là vải chất lượng giống như vải nhung á, mà vải da tổng hợp bình thường á, thì sẽ dễ bị chạy phần gót chỗ này. Nhưng mà giờ cái lớp vải nhung này thì chúng ta sẽ không bị cái tình trạng đó, hai bên là chỉ là lớp vải thông thường thôi, không có gì đặc biệt nữa. Rồi, xuống phần đế giữa, đây có chữ React, cũng là tên của đôi giày React Gato. Thì cái đế giữa React này sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy êm ái khi mà di chuyển, đặt gót lên sàn nhà, đặt lòng bàn chân lên sàn nhà thì sẽ cảm thấy nó êm hơn. Anh em nào muốn tìm hiểu về React có thể xem trên này. Đó, đó là một công nghệ rất là lớn, mà thường công nghệ này áp dụng nhiều nhất là trên giày running với lại giày bóng rổ. Giày bóng đá thì không áp dụng nhiều, chỉ có một số dòng có áp dụng công nghệ React này lên thôi. Thì đây là một trong những cái dòng giày có áp dụng công nghệ React, hỗ trợ phần gót giày chạy nhảy xoay trở di chuyển bực nhảy đua tốc độ, sẽ phần React này sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho anh em. Rồi dưới đây thì có rất là nhiều màu đen, cam, vàng, có chữ No Marking đây. Thì hầu hết các đôi giày Futsal đều có công nghệ no marking này. Khi em mà chạy trên sàn nhà, xoay chuyển mạnh, ma sát với lại cái sàn thi đấu sẽ không để lại những cái vệt đen trên sàn nhà. Đây có chữ Nike màu trắng. Rồi, đây mình tiếp tới mình sẽ nói đến cái phần này. Hết sức đặc biệt của đôi React Gato 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Chín cái nút này, nhấn vào lúng vào giãn ra, nhấn vào lúng vào giãn ra thì nhờ cái nút này sẽ tạo cái đàn hồi ở phần lòng bàn chân, ở cái phần lòng bàn chân phía trên như thế này. Một cái điều hết sức đặc biệt của đôi React Gato. Gỡ miếng lót ra. Đây, cái miếng lót nó cũng có những cái lỗ giống như những cái lỗ này. Thì bên trong này nó cũng có những cái nút chồi lên, các bạn thấy rõ không? Những nút chồi lên thì nó sẽ chồi vào những cái lỗ này. Đây ha, thì tạo cái lực đàn hồi ở phần lòng bàn chân phía trên. Rất là nhiều công nghệ Planet này, êm,
phần mu bàn chân, lòng bàn chân, má ngoài, lưỡi gà dính với lại phần planet này sẽ không bị lệch lưỡi gà khi thi đấu nè. Và nhung đây sẽ không làm bị chày gót chân. Rồi react thêm thêm phần phía dưới của gót chân. Rồi những cái điểm nút này sẽ thêm phần lòng bàn chân phía trên. Quá nhiều công nghệ luôn. Thì Planet này mang vào ôm liền, fit chân luôn. Giờ mình mang đôi Adidas là US9, thì mình qua Nike mình mang US9 luôn, không cần phải đắn đo gì cả, đúng sai. Mà bình thường một số người hay mang phải đợi dày dãn, còn này là mang vào là thấy êm liền luôn, không cần phải đợi dãn gì cả. Cái phần mũi thì cũng khá là rộng nè, hỗ trợ chích mũi rất là tốt. Bình ngang khá rộng thì sẽ phù hợp cho những bạn chân bè hoặc hơi bè. Mình là chân bè mang đôi này cũng thấy rất là êm và vừa vặn, phù hợp cho bè hoặc hơi bè cho anh em. Mình cảm thấy cũng hơi nặng, 244g. Thì một chiếc là 244g, một đôi là 488g. Tại vì nó cũng hơi nặng, anh em chơi tốc độ nhiều thì sẽ mang đôi này sẽ cũng không phù hợp cho lắm. Giá cũng khá cao, 150 đô. Không phải là một cái giá rẻ dành cho những bạn đá banh chơi cho vui, mà nó phù hợp cho những anh em là chơi phong trào thi đấu để lấy thành tích hay là cầu thủ chuyên nghiệp. Tại những cái điểm nút này nếu anh em đá khoảng tạo nó sẽ bám đầy hết mất công mọi người. Sau này đi đá thời gian cũng phải ngồi gậy những cái cao su đó ra khỏi cái nút này nữa. Rồi, đó là tất cả những cái cảm nghĩ của mình về đôi giày Nike React Gato này. Anh em nào đã xài đôi Nike React Gato này có thể chia sẻ cảm nghĩ của anh em ở phần comment phía dưới cho mình biết với nhé. Và nếu anh em thấy video clip này hay thì like và quên subscribe channel YouTube của Team Tasker. Mình sẽ còn làm rất là nhiều video clip về mở hộp về bóng đá như thế này. Rồi, mình là Phan Kim Thi, xin chào và hẹn gặp lại.